Thượng tá Nguyễn Văn Thái, Phó trưởng Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết, đang điều tra nguyên nhân khiến hai vợ chồng cùng bị bỏng axit phải nhập viện điều trị. Theo kết quả điều tra ban đầu, anh P, 28 tuổi, ngụ xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, cùng vợ là chị N, 21 tuổi, quê huyện Châu Thành, cãi nhau vì ghen tuông. Trong lúc cãi nhau, anh P chạy ra phía sau nhà lấy bình đựng khoảng 1 lít axit đã pha sẵn mà anh đã mua trước đó cất giấu trong đám vỏ dừa. Khi cả hai nói chuyện, anh P đưa bình đựng axit lên hù dọa chị N hoảng sợ đưa tay lên đỡ và đẩy anh P ra làm đổ bình đựng axit. Axit văng trúng người khiến cả hai bị bỏng nặng phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Theo bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang, cả hai nhập viện trong tình trạng bị bỏng ở cấp độ 1, 2, tập trung ở vùng mắt, cổ, mặt, tay, ngực. Riêng chị N cũng bị bỏng nặng nên đã chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị. Được biết anh P và chị N đã có hai con trai nhỏ. Anh P hành nghề thợ bạc, còn chị N là công nhân của một công ty trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1984, cư ngụ xã Trần Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau về hành vi hiếp dâm trẻ em xảy ra vào ngày 2 tháng 7 tại ấp Nà Lớn, xã Lâm Hải, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau. Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Tài đến nhà người quen để nhậu. Khi đi ngang nhà của ông Nguyễn Ngọc Hiệp thuộc ấp Nà Lớn, xã Lâm Hải, huyện Nam Căn, phát hiện ông đang ngủ say, còn bé gái con ông Hiệp đang nằm võng xem TV. Tài đã thực hiện hành vi hiếp dâm bé và bị người dân phát hiện bắt giữ, trình báo vụ việc đến cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Tài thừa nhận đã từng quan hệ tình dục trước khi bị phát hiện. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và xử lý. Một vụ tai nạn giao thông do một chiếc xe máy va chạm với hai xe máy khác khiến cho ba người bị thương. Điều đáng nói, người điều khiển chiếc xe máy gây ra tai nạn đã bỏ đi ngay sau đó. Sự việc xảy ra tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Theo các nhân chứng, vào khoảng 22 giờ 30, một cô gái điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 59S1-38054 lưu thông trên đường Nguyễn Xí theo hướng từ đường Nơ Trăng Long về đường Đinh Bộ Lĩnh. Khi gần tới cầu đỏ, phường 13, quận Bình Thạnh, thì xe máy mang biển kiểm soát 63B3-43719 do hai thanh niên điều khiển ngược chiều lại. Cũng vừa lưu thông tới, thì bất ngờ có một xe máy chưa rõ biển số, danh tính người điều khiển lưu thông với tốc độ nhanh, va chạm cùng lúc với hai xe máy trên. Vụ việc khiến ba người trên xe máy bị thương, trong đó cô gái và một nam thanh niên bị đa chấn thương nặng, phải nhập viện cấp cứu, riêng xe gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường. Tòa án nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở phiên xét xử sơ thẩm vụ kiện giữa nguyên đơn là diễn viên Phạm Thị Ngọc Trinh, 47 tuổi đối với bị đơn là nhà hát kịch thành phố. Theo yêu cầu khởi kiện của bà Trinh, năm 2014 ông Trần Khánh Hoàng, giám đốc nhà hát kịch thành phố Hồ Chí Minh đã có thỏa thuận hợp tác với diễn viên Ngọc Trinh để dàn dựng và tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ cho công chúng theo phương thức xã hội hóa. Hai bên thỏa thuận miệng, bà Trinh dựng 6 vở kịch, kinh phí 100% do bà Ngọc Trinh bỏ ra. Tổng doanh thu mỗi suất diễn trừ đi toàn bộ chi phí, lợi nhuận sẽ được chia theo tỷ lệ nhà hát 20%, bà Ngọc Trinh 80%. Tỷ lệ này sẽ được áp dụng cho đến khi bà Ngọc Trinh hoàn tất vốn đầu tư thì chia lại theo tỷ lệ nhà hát 50%, bà Ngọc Trinh 50%. Sau đó hai bên không thỏa thuận được với nhau về một số quyền lợi, nên nhà hát kịch đã có văn bản chấm dứt hợp tác với bà Ngọc Trinh trong ngày 1 tháng 11 năm 2014. Diễn viên Ngọc Trinh đã khởi kiện Tòa án Nhân dân quận 1, yêu cầu tòa buộc nhà hát thành phố phải hoàn trả chi phí đầu tư cho 6 vở kịch đã biểu diễn, chi phí bù lỗ diễn viên biểu diễn, chi phí đầu tư kịch bản Tết năm 2015, tổng cộng hơn 546 triệu đồng. Ông Trần Khánh Hoàng, nguyên giám đốc nhà hát kịch thành phố và đại diện ủy quyền của giám đốc nhà hát kịch là ông Âu Hoàng Khánh, đã không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của bà Trinh vì cho rằng hai bên chưa ký thỏa thuận hợp tác. Một chiếc xe kéo container trong lúc lưu thông trên quốc lộ 14, đoạn giáp ranh Đắk Lắk và Đắk Nông đã bất ngờ mất lái, lao qua giải phân cách và đâm thủng lan can cầu rồi nằm lơ lửng trên cầu Serepok. Vào thời điểm trên, một xe tải chở container chạy từ hướng huyện Cư Dút, tỉnh Đắk Nông về hướng cầu Serepok tới đoạn giáp ranh hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông thì tài xế có biểu hiện mất lái, chiếc xe lao với tốc độ khá cao, lao qua làn đường bên trái, đâm thủng hệ thống lan can cầu Serepok rồi nằm ngang trên cầu. Sau cú tông, phần đầu xe container và một phần bụng xe nằm lơ lửng trên cầu. Phía dưới là mặt sông cách độ cao khoảng 30 mét, tài xế không bị thương, sau đó đã bám vào đầu xe để rời khỏi cabin trong trạng thái hoảng loạn. Tại hiện trường vụ tai nạn sáng nay, chiếc xe tải hư hỏng nặng phần đầu, gầm xe, trục và hệ thống giảm xóc gãy vụn. Một đoạn lan can cầu bằng thép dày đã bị đâm rách, gây hư hại hoàn toàn phần bị đâm này. Lực lượng cứu hộ đã tới đưa xe container này về để phục vụ điều tra nguyên nhân tai nạn. Một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi một kho hàng ở Trà Vinh, làm thiệt hại ước tính hơn 100 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Hồng Hưởng, ngụ khóm 1, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, phát hiện nhà kế bên phát cháy, khói bốc lên nghi ngút. Hoảng sợ, chị Hưởng đã gọi điện báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Trà Vinh huy động 5 xe chuyên dụng, hơn 50 lực lượng tham gia đến hiện trường dập tắt lửa. Sau hơn 40 phút, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn. Được biết, đây là kho dùng để chứa các hàng trang trí nội thất của một doanh nghiệp tư nhân. Ước tính vụ cháy gây thiệt hại cho doanh nghiệp này hơn 100 triệu đồng.
Một chiếc xe đầu kéo trong lúc ôm cua đã làm rơi hàng chục tấn tôn bằng thép xuống đường. May mắn là không làm ai bị thương. Sự việc xảy ra trên địa bàn quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 18 giờ cùng ngày, xe đầu kéo chạy trên xa lộ Hà Nội hướng từ ngã tư Thủ Đức đi Suối Tiên. Khi đến cầu vượt Trạm 2 thuộc phường Tân Phú, quận 9, thì tài xế cho xe ôm cua lên cầu để hướng về Sóng Thần, thì bất ngờ hàng chục tấm tôn bằng thép trên xe đổ ầm xuống đường. Tại hiện trường, hàng chục tấm tôn nằm tràn lan chắn hết một làn đường. Ngay sau đó, công an quận 9 đã có mặt lập biên bản ghi nhận sự việc. Xe cẩu cũng có mặt để xử lý hiện trường. Thời gian qua, cả nước đã liên tiếp xảy ra hàng chục vụ làm rơi hàng gây nguy hiểm cho người đi đường và chính bản thân của tài xế. Tỉnh lộ DT841 là tuyến giao thông huyết mạch cho người dân các huyện, thị phía Bắc tỉnh Đồng Tháp đến cửa khẩu quốc tế Thường Phước qua biên giới Campuchia giao thương hàng hóa. Lưu lượng phương tiện qua đây nhiều nhưng hiện tại người dân đang kéo lúa về phơi kéo dài hai bên tỉnh lộ. Đoạn đường còn lại nhỏ hẹp khiến việc lưu thông của các phương tiện xe mô tô, xe tải qua lại khó khăn. Bên cạnh đó, người dân còn tập kết lúa tại khu vực này để đưa đi tiêu thụ nên các xe tải, phương tiện cơ giới làm kín lối đi. Được biết, tỉnh lộ DT841 đi qua huyện Hồng Ngự cũng là một trong những điểm nóng xảy ra tai nạn giao thông. Từ đầu năm đến nay, đoạn đường này đã xảy ra 2 vụ tai nạn nghiêm trọng làm 2 người chết, một vụ liên quan đến xe trâu kéo lúa. Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sát Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện và thu giữ số lượng lớn vải và quần áo không rõ nguồn gốc. Vừa qua tại km 558 quốc lộ 1A, đoạn qua xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện xe khách do tài xế Nguyễn Văn Hưng, trú tại thành phố Hải Dương điều khiển chạy hướng Bắc Nam, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện trên xe chở một lượng lớn hàng hóa gồm 800 bộ quần áo và gần 300 kg vải. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến hàng hóa. Lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản tạm giữ số hàng trên. Người có nhu cầu chỉ cần vài thao tác tìm kiếm trên mạng thì dường như ngay lập tức có các dịch vụ tương ứng. Trưa 7 tháng 6 năm 2017, tại hẻm 78 đường Cộng Hòa, quận Tân Bình, Nam báo giá phát 1.000 tờ rơi tại các giao lộ là 130.000 đồng. Tuy nhiên, Nam chỉ nhận số lượng phát trên 5.000 tờ. Còn đối với việc treo băng rôn quảng cáo trên cột điện, Nam báo giá 5.000 đồng một tấm và chỉ nhận số lượng từ 200 tấm trở lên. Nam cho hay đã có một năm trong nghề, hiện đang làm quản lý hai nhóm người chuyên phát tờ rơi gồm nhóm dự bị và nhóm chính, số lượng khoảng 10 người, chủ yếu là sinh viên. Người phát 1.000 tờ rơi sẽ được Nam trả công 80.000 đồng. Nam khẳng định không nhận cung ứng dịch vụ dán tờ rơi do trước đây anh đã bị lực lượng chức năng phát hiện và xử phạt hành chính. Nếu cần dịch vụ dán tờ rơi chuyên nghiệp, Nam sẽ giới thiệu gặp Long, có văn phòng làm việc ở quận Tân Bình. Tại quán cà phê trên đường Trần Văn Dư, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Long chốt giá chọn gói in ấn và công dán 3.000 tờ rơi trên cột điện cũng như tường nhà người dân là 9 triệu đồng. Thời gian dán chỉ trong 2 ngày. Em vui anh em không biết trước được. Này đã rồi đã đi làm phạm phát là rơi chơi băng rôn. Mấy là phạm luật rồi do 2004 bị phạm đó. Quân bắt hết nhà nước cho phép dán không có bị phạm luật thì đâu có cái giá này. Từ thông tin tiếp thị chào mời trên mạng, những người có nhu cầu thuê các dịch vụ chọn gói sẽ liên hệ với Long. Để đối phó trường hợp lực lượng chức năng truy số điện thoại từ các tờ rơi, Long bày cách người thuê dịch vụ nên dùng số điện thoại khác. Cái này mình sẽ xử lý hết. Chúng ta cũng có những cái kênh đoàn thể hoặc là ở các ủy ban dân phường xã các tổ dân phố thì nên có cái triển khai đến từng hộ dân để người dân ta ý thức được, ta hiểu biết được pháp luật, là không phải là đem ta tránh cái chuyện đó ta không làm, mà cả khi người ta thấy có những người làm chuyện đó, người ta thấy cái hành vi đó thì ta kịp thời báo với cơ quan thẩm quyền. Nên chăng có quy định rất rõ là một cái lực lượng chuyên xử lý, phát hiện, xử lý, xử phạt v.v. đối với trường hợp này. Thì như thế thì tạo điều kiện cho người thực hành công vụ là người ta có thể làm tròn trách nhiệm của ta hơn, là quyết liệt hơn. Và ta hiểu rằng nếu ta không làm thì không hoàn thành nhiệm vụ. Thưa quý vị, thật đáng báo động khi các tờ rơi quảng cáo trên những bức tường, cột điện sau khi được người dân và lực lượng chức năng dọn dẹp, cạo tẩy. Nhưng không lâu sau thì đâu lại vào đấy. Bên cạnh việc gây nhếch nhác phố phường, một điều đặt ra là tính chính xác của thông tin những tờ rơi quảng cáo đến đâu, ảnh hưởng tiêu cực như thế nào đến cuộc sống của người dân. Trong khi chờ đợi những biện pháp mạnh đủ sức răn đe chấn chỉnh tình trạng trên, thì người dân cũng cần phải nâng cao tinh thần tố giác cũng như ý thức hơn trong việc chấp hành pháp luật, bảo vệ mỹ quan và môi trường sống xung quanh.